sáng đến nhậm vô sáng niệm phật tấn thầy niệm tấn san về tấn lễ san Yeah.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Gia đình để cho chúng tôi được thắp đèn nhang kính viếng cụ và chia sẻ cái niềm thương tiếc vô hạn của gia đình, và chúng tôi cũng xin được chia sẻ nỗi buồn của gia đình và đồng thời cũng xin nguyện cầu cho mẹ được sớm về với cõi Phật. Về làng quê bao tháng năm xa xôi cát biển, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió về bên nhà trăng nghèo ấm êm từng từng bước.
mái trăng im lìm, nhìn hàng cây ngơ ngác buồn thiu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Nhọc nhằn chăm lo cho đàn con, miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm từng cưa. À hà ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa. Mẹ ru con ngủ, con hời con ngủ cho ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tim mẹ ở đâu, hỏi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi. Mãi chẳng im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa. Phật tử Lâm Đồng, các đơn vị tại Đà Lạt, Giác Hoàng, Vương Xã, Linh Sơn, Hội đồng cấp tập và cấp tỉnh của Đà Lạt, và nhất là hôm nay có anh Nguyên Tiến, trưởng ban hướng dẫn Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam
và anh Nguyễn Đức Đôn cũng đã về với gia đình để có lời chia buồn khi cụ bà mất. Thì trước hết thì xin được mời chị Phó trưởng ban hướng dẫn Lâm Đồng sẽ thay mặt cho toàn thể anh chị em Áo Lam có lời chia buồn cùng chị Châu và Tăng Quyến. Xin kính mời chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chị Châu, kính thưa Tăng Quyến. Được tin mẹ mất, chúng tôi xin đại diện ban dẫn gia đình Phật tử Lâm Đồng đến để thắp nhang, để cầu nguyện hướng linh mẹ về với thế giới chư Phật. Lúc còn sinh tiền, mẹ rất là thương và quan tâm đến gia đình Phật tử. Lúc nào đến thăm là mẹ cũng nhớ từng anh chị em một và luôn luôn hỏi thăm anh này chị kia có sức khỏe hay không. Mẹ rất khi nào cũng là quan tâm đến gia đình Phật tử. Và trong lời Phật dạy thì mình cũng biết là sinh rồi diệt thì là mẹ cũng là tuổi thọ mà mẹ đã ra đi thì là cũng để lại một cái buồn đau với anh chị em trong tang quyến. Chúng tôi cũng xin chia sẻ cái niềm đau đó vì mẹ của anh chị cũng là như là mẹ của chúng tôi. Chúng tôi xin chia buồn với chị Châu và tang quyến và xin cầu nguyện mười phương chư Phật tiếp độ hướng linh về mẹ về với thế giới chư Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Cô cùng được sớm vãng sanh cực lạc. À, xin đạo sư A Di Đà Phật. Kính thưa anh trưởng ban hướng dẫn gia đình Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam. Kính thưa các anh chị trong ban hướng dẫn Lâm Đồng, các anh chị huynh trưởng đoàn